Sáng Kim mới đi chợ về nè, cô chú anh chị mua bánh qua chợ, bánh lên lợn nè, bánh đúc nè, bánh bò nè. À, cái này là bánh mì hả mọi người? Chè mì. Bánh rau mơ. Cái này là bánh bánh ít. Ít này ngon nè mọi người. Bánh ít dẻo này ngọt nè mọi người. Bánh ít dẻo ngon. Ngon ăn đi. Đây là những cái bánh, loại bánh mà gắn liền với tuổi thơ ha cô chú anh chị. Sữa nữa nè. Còn Chi á, những cái bánh này Chi không ăn cô chú anh chị, cho nên là Kim mua cái ngũ cốc này cho Chi ăn nè. Bột ăn bánh cục. Bột ngũ cốc này cho bà của Kim uống. Này là bánh bánh đúc đó cô chú anh chị, để nước đường nè. Nước đường người ta làm đường với gừng đó mọi người. Ngọt, ngọt thơm lắm. Đây là có nước cốt nữa nè cô chú anh chị ơi. Ở dưới quê Kim là bánh tre mà mình ăn cái gì có nước cốt đó mọi người. Đây. Ngon, mềm. Chị ăn đó ngon không? Không. Chị ăn cái đó thôi cô chú anh chị ơi. Mà nội ăn được không? Ngon không? Ngon. Ngon không? Cái này ngọt mà cái đậu nhiều hơn nội, nhân lớn không nội? Nhân bự quá. Ừ, nhân bự ngon á. Đây một dĩa thập cẩm, bánh thập cẩm miền Tây ha cô chú anh chị, buổi sáng nè. Ăn sáng mà ăn quá trời đồ ngọt luôn, cái này ăn xong mập lên mấy ký luôn đó mọi người. Còn cái bánh ít nữa là ăn xong rồi ăn bánh ít nữa. Còn thêm một ly cà phê sữa đá nữa cô chú anh chị. Hello Chi Chi. Chi Chi ơi, con bà con chú. Chị biết cái này là trái gì không? Trái gì? Trái. Trái mít. Trái mít. Mít. Trái mít. Trái mít. Chị thích ăn trái mít không? Xin chào con bé. Chị thích ăn trái mít không? Ông ngoại hái được hai trái mít nè bà cô chú ơi. Mới trẻ có một trái nè. Mà nó ngon dữ lắm đó mọi người. Đây. Cái này mít Thái hay mít gì ha mà nó ngọt dữ lắm. Được hai trái, bây giờ mình trẻ ăn một trái trước đi, còn một trái cô chú anh chị. Măng cục ở nhà. Ở nhà ba Kim mua nè, mua là một bao, cái này là hôm bữa mua một bao rồi đó cô chú anh chị, một bao mà có 200 ngàn ha, dưới quê người ta bán rẻ. Mình mua tại vườn mọi người. Xong rồi bữa nay mua thêm một bao nữa nè. Đây. Cái này nó còn hơi xanh đó cô chú anh chị, này phải để mấy ngày nữa nó mới chín, như cái này là ngày mai mình ăn được nè. Bữa nay mình cũng ăn được, nó hơi mềm nhưng mà để mai nó sẽ ngon hơn. Cái xanh này sao nó hơi xanh quá nè. Mấy cái này chắc phải 3-4 ngày đó, mình ăn lần lần. Bao này mà có khoảng 200 ngàn à cô chú anh chị, rất là ngon luôn. Rồi đây là lọc mít. Chị ăn miếng đi. Ai chứ. Đâu, con lọc con thử miếng con ăn coi. Ai chứ đi. Cắn miếng coi ngon không? Ngon. Để cho em Chi ăn thử nè. Ủa thắm cho con ăn. Ngon. Ngon không? Ngon chị thích không? Trời ơi, ngọt không? Bây giờ thì Kim chở mấy đứa cháu kêu Kim đi học bơi ha cô chú anh chị. Tại vì đứa cháu của Kim, đứa lớn là 11 tuổi rồi, đứa nhỏ thì 8 tuổi mà vẫn có chưa có biết bơi đó cô chú anh chị. Thì nhân dịp này Kim về quê á, là Kim cho mấy bé đi học bơi luôn. Thì anh Tony ảnh đi công tác rồi đó cô chú anh chị, cho nên là Kim về quê thì Kim thích ở với gia đình, với mấy đứa cháu của Kim, với ba, với bà. Chứ Kim cũng không có đi đâu nhiều đó mọi người. Thì một ngày của Kim là cứ sáng ra là đi chợ nè, rồi mua đồ ăn sáng, mua đồ về nấu ăn. Ăn sáng xong là khoảng 9 giờ kém Kim chở tụi nhỏ đi học bơi ha cô chú anh chị. Thì học bơi một tiếng, tắm rửa về thì cũng đi về tới nhà là khoảng 10 giờ rưỡi. Xong rồi Kim nấu cơm. Nấu cơm trưa, ăn trưa xong rồi cho mấy bé nó ngủ một chút xíu. Rồi mình sẽ dọn dẹp rồi chuẩn bị lo cơm chiều. Rồi chơi với tụi nhỏ, chơi dành thời gian cho gia đình. Rồi buổi chiều lại lo cơm chiều nữa cô chú anh chị. Rồi một ngày cứ quay quần như vậy đó. Thì nên Kim cũng không có làm video nhiều nữa. Tại vì không có cái gì mới đó cô chú anh chị. Cho nên là Kim ít có đăng video. Thì bữa giờ cũng có cô chú anh chị comment nói là đang đợi video của Kim đó. Chứ lại cũng 10 ngày rồi không thấy Kim đăng video, là lý do là vậy hả mọi người. Tại vì Kim sợ là mỗi ngày cứ đăng một cái video lên giống nhau như vậy đó, nó lặp đi lặp lại thì nó nhàm chán, nó không có cái gì mới lạ hả mọi người. Cho nên là Kim không có làm. Với lại Kim dành thời gian cho gia đình nữa, cho nên là cũng không có quay nữa cô chú anh chị. Rồi xuống tới nơi rồi. Ba đứa cháu Kim học bơi nè cô chú anh chị.
Kim chỉ học hôm bữa giờ chắc cũng được bao nhiêu, một tuần rồi cô chú anh chị. Còn học bữa nay bữa mai nữa là đi về thành phố luôn rồi mọi người. Em Chi cũng vậy, em Chi cũng học được khoảng một tuần rồi đó cô chú anh chị. Đây chị mang hai cái phao kìa cô chú thấy không. Hello chị Chi. Hello. Chị nói sao? Chị chặt các bé. Nói ra nè. Xin chào mà cô chú chứ. Chị chặt bé. Thôi không có nói vậy, nói lại. Chị chặt bé cô chú. Hồ bơi này dưới quê ha cô chú anh chị. Bây giờ trẻ em ở dưới quê Kim là học lớp 5 là bắt đầu phải bắt buộc phải có bằng bơi hết đó mọi người. Ready. Go. Ok, bơi tay sao? Rồi chị bơi cái tay coi, quạt cái tay. Rồi cái chân. Tay, chân. Tay, chân. Được chưa? Được rồi. Ở hái cho bà cụ ăn. Thanh long, hai trái thanh long hôm bữa giờ đi, bữa nay nó chín quá trời rồi cô chú ơi. Chị hái thanh long không? Chị muốn hái không? Rồi chị lại hái thanh long thử không? Rồi Tin hái đi Tin. Tin biết hái không? Bức luôn hả? Lấy dao cắt hai bức ra con bức thử có được không? Nhưng mà kiến không hái. Kiến hả? Đâu được con hay hái thử coi. Thôi dập đó, dập để con hay làm cho. Để con hay làm. Đây, để con làm. Rồi nó sức luôn rồi. Ôi trời ơi, cái hành long hồng nè, long ruột hồng. Con thích ăn thanh long ruột ha. Rồi con cầm đi. Trái. Cái này chắc phải lấy dao cắt đó cô chú anh chị. Cô Hai ơi. Hả? Chị muốn cầm thanh long mà chị không chịu lại đây. Rồi vô cắt ra ăn luôn, quá trời ngon luôn. Rồi đem vô. Đi vô nhà. Kiến. Kiến rồi cầm. Cầm cho em đi Tin để nó giục cái đất giờ nó giục bây giờ á. Rồi nè, chị cầm của mẹ không có kiến nè. No. Bắt kiến ra. Bập. Xin chào các bạn. Xin chào ông bà cụ. Rồi chị ăn thanh long đi, ngon không? Trời ơi, lần đầu tiên chị được ăn thanh long luôn nè bà cô chú, ngon quá trời ngon luôn. Ngon chi? Ăn thử miếng cho mẹ coi ngọt không? Miếng thứ hai nè. Ừ, ngọt. Dĩa thanh long cái màu tím ngon quá chừng nè cô chú anh chị. Ngọt. Xin mời bà cô chú nha. Đúng chi? Ngọt quá. Hồng á. Rồi. Gì? Thanh long. Long ruột, ruột lục đỏ ngon đó. Ngon quá hả nội. Mày ha, cái màu nó đẹp quá trời đẹp luôn hả nội. Nó mới hái mình chứ hả nội. À cái hùng lục đỏ ha. Ừ, ăn thử ngon. Ủa cái bộ đồ này nội mới mặc luôn hả? Phải không? Ngày sáng Kim mua cho nội Kim hai bộ đồ nè mặc. Cái này mặc mát lắm nội. Ngon không? Ngon không? Ngon quá trời ngon luôn ha. Ngọt ha. Ngọt mà nó thanh thanh, nó mát gì đâu. Chi nó ăn được đó nội. Chi nó ít có ăn trái cây Việt Nam mà bữa nay nó ăn thanh long luôn. Ngon quá. Ừ. Ông nội nữa rồi. Ừ. Ông nội vô ăn. Ngon quá thôi nội. Nhìn mà nội ăn thấy ngon quá. Chi ăn hết chưa? Ăn hết chưa? Ăn hết rồi. Nữa không? Rồi nè ăn thêm miếng nữa. Ngon quá. Thêm miếng nữa. Cũng ăn rồi. Rồi rồi chi rồi. Bà lấy bà sung môi bà ngựa quá trời ngựa luôn. Quá trời đẹp.
Hơi. Giang nữa ơi, Giang được 2 miếng luôn. 2 miếng quá giỏi. Nè. Con ăn 3 miếng. Ừ. Con lấy 1 miếng cho chị Ngân ăn. Ừ, lấy miếng cho chị Ngân. Bây giờ Kim đi làm từ thiện ha cô chú anh chị. Thì trước kia Kim có làm một cái video là lúc Kim được 5.000 sub á, thì Kim có hứa là cái video đó được bao nhiêu tiền thì Kim sẽ lấy hết cái tiền đó để làm từ thiện cô chú anh chị. Nhưng mà không may là cái video đó chỉ được có hơn 1 đô thôi mọi người. Thì khoảng là 30 mấy 40 nghìn gì đó, thì Kim sẽ bù tiền của mình vô để làm ha cô chú anh chị. Đâu cô hai? Đi tặng đồ. Tặng đồ. Thôi, cảm ơn bà nha. Thôi, thì bà cảm ơn con. Có thùng mì nữa nè. Ừ, thì đó, đó bà cảm ơn con nhiều dữ lắm nha. Mì với đường, nước máy, đồ ăn. Nín đi con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, cái này con tặng bà nè. Bạn giờ đừng mở ra, ăn chút nữa con về rồi mở. Nha, bí mật nha. Nhớ nha. Ôi trời đất ơi. Nha, ôi. Để con vô thăm bà cụ. Ôi, vô thăm bà cụ đi con. Trời đất ơi. Nín cho con, nín cho con. Rồi à, cái gọi vậy mà về trong này hồi nào? Con về nè, hồi nào con? Rồi chơi. Con, dạ lúc con xong tới đây nè, con được 2 tuổi, con đi tới giờ, gần 3 năm rồi mới về. Rồi con về đây hồi nào đây? Về bữa giờ gần tháng rồi bà. Sắp đi rồi, từng nữa con đi rồi. Từng nữa đi rồi. Vậy con đi, vậy bao lâu nữa con về đó? Con chưa biết nữa bà. Thì con nó học nè, đi học rồi chắc 2-3 năm gì đó. Về về bởi rồi, phải không? Gặp học vậy. Dạ, về bánh nhập học bà. Có nhỏ này hả? Có con đứa mập rồi, nó mập. Con thằng đó? Nó là cháu con Minh Chiếc á. Ủa vậy hả? Dạ, nó rồi, lớn rồi đó. Ơi. Nghe bà té gãy chân nữa làm sao bà khỏe hả? Bà đi được không? Không, bả nằm mà, bả nằm vậy thì mấy năm trời rồi con. Lúc mà mẹ con chưa có chết cái bây giờ này luôn á. Vậy hả? Ừ, lâu dữ lắm. Lâu nay mấy năm trời luôn. 7 năm mẹ con chết nay 7 năm rồi. Lúc mà mẹ con chết á, thì bà còn đi tới đi lui. Rồi cái bà đi tới đi lui, cái bà kêu bà nói con lớn chết mày không xuống mẹ phụ nó. Rồi tao đi xuống dưới tao bỏ bà với ổng nhà đây nè. Rồi bà ăn uống gì được không? Trời ơi, bà ăn ông bà chồng con. Bà chồng con khỏe hả? Dạ khỏe bà, cảm ơn bà. Dạ con về đây với chồng con hả? Dạ chồng con về rồi ảnh đi công tác rồi mai mốt ảnh quay lại ảnh đón hai mẹ con. Ủa nó đi công tác ở đây à? Ảnh đi công tác ở nước ngoài đó bà. Đúng rồi. Cái này với trong bao thư nữa nha. Bao thư chút nữa về rồi lấy cho coi nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Thì đây là cái video cuối cùng của Kim ở Việt Nam á cô chú anh chị. Tại vì sức khỏe của Kim á là nó không có tốt á, Kim bị bệnh á cho nên là Kim không có làm video. Với lại khi mà chồng của Kim từ bên Úc đi công tác bên Úc về á thì về Việt Nam thì chỉ có một ngày thôi. Với lại Kim lên Sài Gòn ở thêm 2 ngày thì Kim cũng đi mua đồ nè và đi công việc của mình nữa. Cũng hơi bận rộn đó cô chú anh chị cho nên là Kim không có làm video. Thì cái video sau thì Kim sẽ quay ở Anh hết cô chú anh chị. Thì hiện tại là Kim đã về Anh rồi. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ. Và có một số cô chú anh chị thì cũng nhắn tin là mong chờ video của Kim đó. Kim rất là vui luôn là có cô chú anh chị yêu thương mình. Một lần nữa thì Kim xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn.